Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến trên của mình. Mình là Taki. Thì hôm nay là mình sẽ chơi một cái game RPG. Thật ra cũng là gọi là lâu rồi đó. Tại cái game này khoảng 2015 hình như là thế. Và cái game này tên lại là Sword Art Online Oblivion Wings. Nói chung là mình cũng chỉ coi cái game này phần 2 thôi, chứ mình cũng thật sự chẳng biết cái phần tiếp theo là gì. Thì mình chơi sẽ biết. Đó. Phố bắt đầu. Chúng ta đã ở phố bắt đầu nè. 300 chấm than. Kirito đây, nhân vật. Nó gợi lại rất là nhiều kỷ niệm khi tới lại nơi này. Chào cậu. Chắc nơi đây là lần đầu tiên thím tìm thấy tôi nhỉ. Cứ thế xem tôi là người hướng dẫn các cậu đều cơ bản về Ancras mới. Nè, chú ý một chỗ giùm cái. Ở đây có hai loại đá dịch chuyển. Về lại thứ nhất, bạn có thể để ý rằng ở thành phố khởi điểm có các viên pha lê màu xanh bay lơ lửng như chúng đang ở kia không? Ồ, nó chỉ dưới đây hả? Ok, nhạc cũng hay ha bạn. Chúng là loại sẽ giúp thiếm đi trên các chỗ khác của thị trấn. Chú có thể tìm thử chúng sao? Tìm thử hả? Giờ thì là thứ hai là đã dịch chuyển trong phiên bản trước. Sao trên trời cao thử thứ này được chuyển vào kho đồ của thím qua việc mua bán từ công cụ cung bán thông thường. Ok, cậu có thể dùng chúng để trốn khỏi các hang quái khi thím sợ xón ra quần và trở về thị trấn mà chú tới trước khi vào hang. Nó dịch nghe hơi chuối vậy. Mặc dù vậy và phiên bản gần đây nhầy thì vật phẩm này đã bị gỡ bỏ. Thế nhưng nó đã được gắn vào cách thanh menu để thay thế. Ích lợi của việc là thím sẽ không cần phải mua đá dịch chuyển nữa. Tuy nhiên phủ vàng là thím bị cấm sử dụng chúng ở nhiều nơi như các hang quái. Cuối cùng đây là 1000 coin tôi bố thí cho thím để bắt đầu chuyến phiêu lưu. Chúc bạn mọi điều tốt lành. Ok, cảm ơn mày cho tao lấy liền. Trời, ngon. Cho các tân binh, các bạn nên tiến về hướng nam và hoàn thành nhiệm vụ và tuân thủ bên ngoài thành phố khởi điểm. Nếu như các bạn còn cơ hội về trò chơi thì các bạn hãy nói với tôi là nói nhiều quá mày ơi, thằng này mày cái gì? Cảm giác này, cuối cùng thì chúng đã trở về thế này. Mày chơi rất là nhập vai đó. Gì đây, cuối cùng thì tôi cũng đã trở về thế giới này, chứ như là giấc mơ thành thực vậy. Ok, mày hình như này không sợ vậy. Xin chào những người chơi, tôi là người lên danh sách các sự kiện Giáng sinh 2014 qua rất là lâu rồi. Tuy nhiên tôi sẽ đem lại trở lại cho bạn các sự kiện hang quái và trang thiết bị của những ngày đặc biệt này. Nhưng có vẻ vài người đang gặp rắc rối trong các ngôi làng của họ. Làng Ymir đã được vào được hai ngôi đền ở đó, nơi chứa Afhems. Mà khó đọc quá bạn ơi, nó thiệt mấy cái từ trong đây nó đang dùng mấy cái từ nước ngoài à. Những kho báu lớn nhất, ok, hỗ trợ từ những người chơi đến giúp họ, nhưng không một ai có thể đến được ngôi đình vì nó được được canh gác nè. Nếu bạn nhận được lời tôi sẽ gửi bạn xuống đó ngay từ Ancrab đến Amhem để hỗ trợ họ. Ok, người chơi mới chơi không được vào khu vực này. Vậy là chúng ta chưa đi, có lẽ là mình nhân chưa đi. Ok, mình nghĩ là mình chỉ nên bây giờ mình chạy đường nè. Thì mình sẽ đi vòng vòng. Đây là cái cổng dịch chuyển nè. Ê, hàng tóc xanh. Tôi nghĩ rằng mình nhìn thật là kỳ lạ khi cố tỏ ra thật giống vẻ bên ngoài của nhân vật tôi thích nhất. Tôi nghĩ là tất cả trong một ổn ấy chứ. Ok, máy này kiểu diễn sâu nhập vai. Wow, tôi không ngờ đấy. Wow là sao? Rồi mày sao? Em thật sự rất thích phong cảnh ở đây, nó có vẻ như khá giống đời thật. Ok, mày ở trong đây đi. Mày kẹt lên luôn đi. Quá. Đó, hôm nay gì đây? Nên này cảm giác thật là mơ mộng, đúng rồi, mơ mộng lắm đó, giống như ngoài thật đó. No, em còn khá lạ với dạng game này cho nên senpai chỉ em. Mình được làm senpai bạn ơi. Hôm nay sao? Ta là đệ nhất cướp biển trong Hem Online đây. Ok, mày chỉ là đệ nhất cướp biển trong game thôi chứ ngoài đời mày là cái điếu gì, đúng không? Qua đây nữa coi. Phải chuẩn bị vài thứ trước khi khởi hành. Ok, máy này nói chung kiểu NPC nó nhảm thôi chứ mình cũng không biết nó nói gì nữa. City West District, cái quận phía West là phía Tây. Ok, chào anh. Một ngày tốt lành, tôi là thương gia về cửa hàng áo giáp, liệu có giáp nào hài lòng bạn không?
trợ giúp. Ok. Ok, mình sẽ mua áo ở Bay nè. Mình có 1.000 khôn. Mình không biết mấy cái áo này nó có gì. Cái này tất nhiên mình cộng 2 hả? Cái này cộng 3 nè. Cái này không phải cộng gì luôn. Cái này là bằng lông nè. Áo gió hả? Cái này là áo mail, kiểu như là áo giáp. Ok, mình nghĩ là mình chưa cần tại vì mình chưa thấy đến nhau gì hết. Khi nào nó thông báo ra hiệu cho mình thì mình sẽ mua. Ok. Chị nào. Hello. Nhìn vào tất cả NPC trong họ như thật. Đúng rồi, như thật đúng rồi. Tại sao? Xin chào, ta là thương gia cửa hàng, tôi có thể giúp gì cho bạn không? Mua bán. Hồi này cũng bán crystal này nọ, nhưng mà mình thật sự là mình chưa có rành game này lắm, nên mình có gì mà sẽ hỏi các bạn sau có nên mua không. Và mấy cái thằng này nữa, đi lên coi. Thành phố phía Tây Nam, quận phía Bắc hả? Sao mày nhiều quận hiện vậy? Tôi ước có thể cho bạn vô, nhưng mà quán rượu vẫn chưa được mở để bán. Hãy trở lại stay sau quán chúng tôi khi hai trường ok. Nghĩa là sau này nó sẽ mở cho mình cái quán nhậu vô chơi bời thuốc lá. Tôi xin lỗi nhưng hiện tại tôi không thể để cho bạn qua chỗ này được. Như này bị cấm vô rồi. Gì đây? Hello. Hello. Một ngày tốt lành và xin chào đến với ván trọ phố bắt đầu. Bạn có muốn nghỉ lại để lấy sức nên ok? Không. Không, chưa. Mình đâu có bị mệt mỏi gì đâu mà phải lấy sức. Rồi ok. Đi, ở đây có quán nước nè. Yeah. Gì đây? Cái cục đường rồi. Cái đường này hay quá. Chắc là mình sẽ thử đi về xuống phía nam coi có gì không. Ok, mình sẽ lấy chục ra chút. Ok. Phố bắt đầu. Mấy thằng này nó đứng chạy vòng thôi chứ nó không chơi game gì hả? Đây là thành phố phía nam, khu phía nam. Yeah, ở đây không biết có gì. Ở đây là cái nhà của anh nào đây? Một vài lý do mà nhà của NPC không thể mở được. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì nhà ngôi vàng thuộc về NPC ngói xanh thì thuộc về người chơi đã sở hữu, thuộc về các thương gia. Ok, vô được không? Bị khóa rồi, không được vô rồi. Ok. Thành phố phía nam nữa rồi. Asuna nè. Đây là vợ mình á, đúng rồi. Đây, bạn gái mình thôi chứ bạn vừa. Như tôi đoán, anh là người đầu tiên tới với anh là sao? Asuna, em cũng tới sớm vậy. Anh rất là hào hứng để xem Ankrat một lần nữa, nên anh dự định sẽ đến và tham quan xung quanh trước. Anh không chỉ là người duy nhất đâu, mọi người sẽ có mặt ngay đây thôi. Vẫn còn nhiều thời gian trước buổi cuộc họp bổ nhiệm mà. Ok. Sao chúng ta không đi câu ở nhiệm vụ cho lính mới trước trong khi chờ đợi? Ok, mình sẽ đi câu cá. Dĩ nhiên rồi, đã lâu rồi chúng ta không có hai đã lâu rồi khi chỉ có hai chúng ta trong một nhóm nha. Là ba chúng ta mới đúng. Giọng ai vậy? Giọng nói này. Con gái mình, đúng rồi, con gái mình. Vui. Papa, mama, hai người không quên con chứ? Vui chan. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quên con đâu. Ok, dịch hơi Sida chút. He he, con thật sự là rất nhớ hai người mặc dù chỉ vài ngày thôi. Có cần con chỉ hay dẫn đi xung quanh không? Phút bắt đầu con có thể giúp ích. Ok. Xin mình xem cái dòng thoại dưới không được ta. Vậy là con gợi ý xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đây. Hai người cứ tiến về phía nam và gặp NPC giao nhiệm vụ, sau đó mới có thể đi tiếp về phía bắc đến Holunka. Đi phía nam phía bắc. Ok. Đúng rồi, tại sao không bắt đầu nhiệm vụ ngay? Rồi đi nào. Yeah. Chúng ta làm việc đó trong khi chờ mọi người vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Yeah. Rồi chúng ta đã vào nhóm. Asuna đã vào nhóm. Rồi đây, chúng ta. Yeah rồi. Giờ xuống phía nam là nhiệm vụ hả? Thành phố không nhỏ rồi bạn. Nhìn mắc cười vậy. Gì ạ? Papa mama, NPC ở đằng kia ạ. Hãy bắt đầu, hãy để ý dấu chấm than trên đầu họ, nó có nghĩa là họ có nhiệm vụ cần giao. Mấy con chó nữa. Wow, anh ta vẫn còn đứng ở đó. Đi đến đó và hỏi thông tin về nhiệm vụ này đây. Trời ơi, chính tả. Trời, bét chính tả. Rồi ok. NPC nè, hello ông già. Xin chào, tôi là thương nhân đi du ngoạn xung quanh đây này, nhiệm vụ. Xin chào, du hành gia. Tôi đang rất là cần sự giúp đỡ.
Một cái túi rất là quan trọng đối với tôi đã bị bọn Slam ở gần đây cướp mất. Liệu bạn có thể hỗ trợ tôi lấy cái túi đó lại chứ? Ok, dĩ nhiên là con cá cơ bố. Là sao gọi là con cá cơ bố? Game này nó dịch thực lỗi hay là cái gì ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lũ Slam có vẻ khác với những bọn khác vì chúng đã hấp thụ một cái một con thú hả? Không thể ăn được. Là sao? Nghĩa là biết hành con thú không mấy ăn được hả? Nếu như bạn không biết phải làm gì, hãy kiểm tra nhật ký nhiệm vụ ở thanh menu để biết thêm thông tin về nhiệm vụ đang làm. Trong lúc chờ tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng cho các bạn. Ok. Rồi nói chung là mình sẽ... Oh, Slam nè, là Slam này đúng không? Đây là một con Slam. Oh, chuẩn bị đến nhau nó rồi. Yo, Aircraft 1F. Bạn muốn mở hướng dẫn chiến đấu không? Không. Ok, ta nhờ vô luôn. Vô luôn, hướng dẫn cái bếp. Vô nè. Bây giờ là mình sẽ... Mình có skill không? Không có skill. Có magic không? Không có magic. Có cái skill phòng thủ nè. Đây là tấn công, ok. Hiểu. Rồi đây. Nghĩa là mỗi người đánh một cái nha, đánh con này. Con này mình sẽ đánh con này, ok. Nghĩa là có hai người đánh, mỗi người đánh một con, chia đều công việc cho nó đánh nhanh hơn chút. Rồi, đánh con này. Còn Asuna sẽ đánh con này. Ê, này luôn, ok. Đó. Đánh luôn. Ok. Mấy con Slam này dễ rồi, easy, yeah. Nó là được 18 kinh nghiệm, 30 vàng. Có phần thưởng gì không? Không có hả? Ok, chúng ta đã... Có vẻ như chúng ta đã lấy được cái túi. Quay trở lại chỗ hình như nó nào. Ok, đi nào. Quay lại đó thôi, để xem phần thưởng là gì. Đi. Hello ông già, tôi xong rồi nè. Đó là cái túi đã bị mất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Bạn đã mất túi hương nhân, đúng rồi, mày đưa cho nó mày mất đúng rồi. Để bày tỏ sự biết ơn của tôi, đây là phần thưởng mà tôi đã chuẩn bị cho các bạn. Mong rằng nó có thể giúp đỡ bạn trong Aircraft HB. Mình được rất là nhiều nè. Mình được cái gì? Mình được Smoke Screen lên, Vertical lên. Bây giờ mình lên 15 rồi. Rồi còn Asuna đã học được cái skill Liner. Còn một phần thưởng thần bí cho bạn nữa, đó là bản đồ tầng của tầng 1 Aircraft. Bạn có thể vào đó bằng cách ấn W. Cảm ơn các bạn một vui vẻ. Ok. Ủa, như kiểu Pokemon đó bạn, đi đến đâu tiện có giật cái đó. Ok, đánh luôn. Mày với bưởi. Có skill gì không? Mình có skill Linear nè, thử coi. Mình tốn mana nha. Ok. Đánh làm gì coi. Holy, bản đồ hơi bị rộng các bạn. Hơi bị rộng. Mình đang ở phía nam phải không? Nãy là con của mình nói là mình sẽ đi lên hướng phía bắc. Ok. Vậy là hết rồi đúng không? Đi thì đi. Papa, bây giờ chúng ta tới về thị trấn nữa. Dĩ nhiên là con gái, đi nào. Đây là một F Aircraft. Kirito-kun, em nghĩ là những người khác đều đã tới trung tâm của thành phố cửa điểm. Chúng ta nên đi gặp họ thôi. Glenn chắc đang mất nhưng cẩn rồi. Glenn ai ta? Mình không nhớ Glenn là lúc nào. Glenn ở đó mà, thằng này phải không? Cái thằng chém gió nè. Yo, Kirito và Asuna, tôi biết hai người sẽ ở tới đây mà. Khi mà tôi không thấy hai người ở trung tâm thị trấn. Xin lỗi nha. Bọn tôi tới sớm và còn dư thời gian nên đi làm nhiệm vụ tân thủ trước. Nó cũng không quá khó, anh cũng sẽ hoàn thành nó dễ dàng. Thôi ấy mà, trời ơi, vả dịch. Vậy sao? Tôi chắc chắn nó sẽ không gây rắc rối gì cho những cựu chiến binh sao trên trời cao như chúng ta. Và cách sao trên trời cao? Sẵn tiện cho em hỏi là Lifa-chan và mọi người. Lifa-chan là em gái của Dito, chắc chắn luôn. Đừng lo, bọn tôi đã tập hợp ở trung tâm trước khi bọn tôi đến đây. Bọn họ sẽ tới đây sớm thôi. Ok, ngon chim. Hình như nước gì đây? Có vẻ như là bọn em đã tới trễ buổi họp nhóm rồi. Thứ lỗi cho nhá bác Glenn. Bác hả? Chắc là bên này dịch kiểu Việt Nam thôi. Sẵn làm gì Kirito? Đâu yên ương đi vào ở thị trấn một chút đi. Chúng ta sẽ tập hợp lại và gặp nhau lại quán rượu. Ok, ở phía nào quên rồi? Phía Tây phải không? Nó sẽ mở cửa phía thấm thôi. Duyệt. Vậy bọn tôi sẽ gặp mọi người ở đâu đó. Tới trễ là thông đấy. Tới trễ bị thông đít bạn ơi. Oh no, mình sắp bị thông rồi. Đi đâu? Thành phố phía nam, khu phía nam, ok. Để mình xem cái... đây nè, phẩm kỹ năng nghề nghiệp nè. Mình chưa có nghề
Smith nè, đây là cái nghề steelwork. Chị biết là cái này là mining nè. Nó nhiều nghề lắm, bởi có nghề đi đi mine nè, nghề nấu ăn nè, nghề đi chặt cây. Nói chung là có rất là nhiều nghề. Để tự điều tính rồi trang bị dịch chuyển này, tình trạng nhiệm vụ. Mình sẽ lưu lại ha. Ok, mình sẽ lưu lại cái file thứ 1 nè. Đó, save game. Ok. Ôi này quán rượu nè bạn. Một kiếm khách trong áo choàng đen với một cô gái trong bộ áo màu trắng. Ok. Đây là ông chủ rượu à. Những người bạn của tôi, của bạn đang chờ bạn đến. Xin vui lòng đến gặp họ. Ok. Vậy là mình đến quán rượu, xin mình nhớ là quán rượu Tây Bắc, sau giờ đây là quán rượu Tây Đông ở phía Nam nè, kỳ vậy. Rồi, đây nè, thằng Lay nè. Này, Kirito, Asuna, mấy cậu đã thật là biết thưởng thức thời gian ngọt ngào ở đây nha. Thằng Agil nè, mình biết thằng này. Yo, Kirito. Em gái mình nè. Oni, ý em là Kirito Kun. Hey, yeah, Kirito, thật sự là rất là lâu để thi lần cuối tớ thấy cậu trong trang phục này đó. Thằng này có dàn harem đâu mình biết mà. Silica, xin chào Kirito Kun. Tại là gái không bạn ơi. Xin chào mọi người. Hey, chúng tôi không biết mà chúng ta đang đến trễ phải không? Không việc gì là phải lo chuyện này ấy cả. Kirito, đến đây để cùng bàn rồi để còn là việc chúng ta nên làm. Trời ơi, nó dịch mình không hiểu gì luôn bạn ơi. Ok, đến nhau quẩy nào. Mấy biết cô vui lòng họp ở đây luôn. Chúng ta đến đây. Rồi, họp cái gì đây? Được rồi, việc trước tiên chúng ta cần bàn về những việc cần làm. Sau đó chúng ta chia thành hai nhóm. Mỗi nhóm gồm 4 thành viên. Đừng có nói là 4 thành viên là mày, Asuna, rồi 22 nhỏ đó nha. Nếu tớ không lầm thì chúng ta nên tiến về phía bắc. Từ đây đến đó là Horunka, có một ngôi làng phải không vui? Em con gái mình nè. Đúng rồi papa. Chấm tay. Wow, chẳng phải đó là con gái của Kirito và Asuna vui. Coi làm tớ ngạc nhiên thật. Xin lỗi về việc ẩn mình trong túi của papa, vì thế mà không ai nhận ra tớ. Dẫu sao thì papa đã đúng, tất cả chúng ta nên tiến đến Horunka ngôi làng và hoàn tất nhiệm vụ thảo dược huyền bí của khu gì? Khu rừng đó, trời ơi, cái chữ nó rừng nó nhích lên trên lên luôn. What? Bạn nên trở về từ đây, Starting City, trước khi đặt chân thôn Bana đến lối ra đông bắc. Thiệt là dịch hơi khó hiểu một chút nhưng mà mình sẽ trả bằng vui. Tuy nhiên là chúng tôi không thể dựa dẫm vào vui mãi được, chứ không trò chơi chẳng còn gì là hay ho cả. Từ đây trở đi, vui sẽ đồng hành cùng chúng ta suốt 100 tầng Ankrat. Vâng papa, thứ lỗi cho tôi. Ok. Giờ là đội hình của nhóm chúng ta. Tôi hy vọng là không có ý kiến gì nếu Glenn và tớ làm trưởng nhóm đại diện của mỗi nhóm. Ok, yeah, nhạc. Được rồi, chúng ta sẽ có chia làm nhóm thành 3 và 4. Nhóm của tớ sẽ là 3 người, Yui, Asuna và ai muốn trở thành nhóm thứ 3. Chấm than. Nói nhỏ, này Kirito, đám con gái nhất định sẽ tranh vị trí cuối cùng đó. Cậu thứ nhất là nên tự nhận mình ra thành viên thì hơn, nó khẽ. Ok. Thằng này kiểu như là hot boy có dàn harem vậy. Được rồi, tớ sẽ chọn thành viên cuối cùng vậy. Để xem ai mình nên chọn nha. Ai sẽ là người bạn muốn chọn vào nhóm của bạn? Bạn chỉ được chọn một. Note, bạn có thể chọn lại thành viên ở lần sau. Trời đất ơi, phải chọn thứ nhất là Lifa, là em gái mình, là hệ hỏa, là tấn công. Silica là triệu hồi hỗ trợ. Lisbeth là hồi yêu tinh chịu đòn. Bên mình là có tấn công là không? Nhưng mà mình muốn có hỗ trợ. Mình sẽ mặc dù mình rất là thích mình rất là thích Lifa em gái của mình, nhưng mà mình nghĩ là mình nên thêm một cái con hỗ trợ. Ok, hỗ trợ đi. Xin lỗi nha Lifa. Rồi, ok. Silica đã nhóm, yeah. Mình hy vọng là mình chọn đúng. Hay bạn nào đã chơi trò này rồi nhớ nói mình đã chọn đúng rồi nha. Ok. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người còn lại sẽ vào nhóm clan và hãy tiến về Horunka ngôi làng ngay này nào. Hãy để lại lời nhắn cho bất kỳ ai nếu nó có gì bất ổn. Chúng tôi sẽ để sẽ tiến đến chỗ hỗ trợ cậu và mọi người ngay. Bất cứ ai cần chuẩn bị xin hãy làm trước khi ra ngoài. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở Tôn Bana sau khi xong nhiệm vụ. Gặp lại cậu. Ok. Pa pa pa.
À, mình hy vọng là cái lựa chọn của mình là đúng. Ok, con cốc đỏ. Ô, con này nhìn nó quen ta. Hơi ngạc nhiên. Kể cả trong thế giới ảo này, sức mạnh của mình cũng vẫn tác dụng. Mình nghĩ đây là các nhân vật được vẽ ra chứ không phải là trong anime nào cả. Mình nghĩ là thế. Rồi, ê thằng kia. Im lặng. Mấy thằng chạy tỉnh chó. Rồi, cái đàn có đàn được không? À, không đàn được phải không? Tính đàn bản mà. Ê, ông già quán rượu. Xin chào mừng đến Star Tiên City. Xin hãy thư giãn. Ok. Mà chỉ BR phải không? Này, này. Ồ, cho tiền phải không? Cho tiền nữa không? Tôi có vài thứ cho cậu trước khi đi. Vì cậu là khách hàng đầu tiên nên đây là chút lòng thành của tôi đối với cậu. Ồ, receipt. Ồ, được mấy cái crystal nè. Đó là 3 viên phê lê hồi sinh và 3 hình 3 bình hồi máu. Lại một. Xin hãy ghé thăm cửa hàng sớm, sẽ còn rất là nhiều thứ ngạc nhiên. Ok, ngon. Sao không nhận? Mình được hồi sinh luôn mà. Thành phố phía Nam, quận Tây Nam. Quận Tây Đông chứ. Mình là phía Bắc phải không? À, đi cho anh ơi. Có vẻ như là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của thân thủ rồi nhỉ. Bây giờ thì bạn có thể qua chỗ này được rồi. Chứ bạn thường lộ bình an rồi. Ok, thank you. And grab 1F. Ồ, bây giờ mình sẽ đi nè. Đi mấy cái này không biết là có quái thú gì không nữa. Pokemon. Ồ, hai con này. Ok. Mình sẽ attack. Mình có skill không? Vertical. Ok, đánh con sói này nè. Con này có magic không? Không có hả? Con này là skill Linear đi. Con này. Còn con này là con này hỗ trợ phải không? Nó có skill gì? Slan hả? Slan là gì ta? Ok, số A. Thử. Đó. Thật sự làm đánh này cũng dễ thôi. Không gì là khó cả. Ok. Đánh luôn. Evay né hả? Miss luôn hả? What? Ok, nói chung cũng thắng. Khang. Yeah. À, tiến về phía Bắc đúng không? À, mình chỉ đọc kịp tấm bảng. Ok, ba con gấu. Ba con sói chứ. Ba con sói nè. Đánh con thứ hai. Con này sẽ đánh con thứ ba. Mày với bưởi. Nói chung thì mới còn hỗ trợ sẽ đánh không mà rằng mình. Ok, mình sẽ dùng skill vertical con này. Con này dùng skill linear đi. Con này thì slan là gì ta? Slan là đánh critical hả? Ok. Trong đây có mình mạnh nhất à. Đó, đánh đi. Xong, dư sức. Khổ quá. Rồi, đọc cái biển này coi có gì. Cảnh báo, quái thú ở chỗ này rất là đẹp mạnh. Hãy cẩn thận khi đi vào hướng bắc là Horunka. Đây. Đây là phía bắc phải không? Đây là Horunka. Lại nữa quái vật nó. Ủa, ba con sói nữa. Phía bắc đây rồi. Đây là ngôi làng phía bắc của chúng ta đúng không? Horunka đúng rồi đây. Đây là ngôi làng phía bắc của chúng ta. Yeah, ốc có cô gái kìa. Horunka tới về rồi. Tại sao là gọi Horunka là gọi là sư quân tớ vậy? Đây là nơi mà tớ bắt đầu chơi như một người chơi solo. Biết bao nhiêu kỷ niệm xưa nơi đây mang lại. Kỷ niệm gì? Con gái nào? Đủ 4 người nè. Kirito-kun, Papa, Kirito. Chấm than. Xin lỗi. Tớ vừa hồi tưởng lại thôi. Không có gì là phải bận tâm về tớ cả. Nếu chúng tớ gặp lại gặp mặt trong ngày đầu của Sword Art Online thì có lẽ mọi thứ đã khác. Có thể, tuy nhiên chúng ta vẫn có một vô số nhiều kỷ niệm trong suốt 2 năm qua ở Sword Art Online. Tớ rất là vui vì đã gặp lại mọi người ở đây. Ok, lại phút tưởng niệm tùm lum các thứ. Rồi, được rồi. Quá khứ thế là đủ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn phải không? Chúng ta sẽ tiến đến nhà của trưởng làng hướng Đông Bắc. Nếu không lầm thì... Tên ngài là Alfred hả? Sao mày là không đặt tên nào dễ dễ giúp đi? Vâng, Papa, ngài ấy cũng là người giao nhiệm vụ thảo dược bí ẩn trong rừng. Có nhiều NPC giao nhiệm vụ đó nữa. Phải ha, xem tí nữa quên mất. Có các NPC giao nhiệm vụ khác. Chúng ta sẽ xem xét lại xung quanh Horunka trước khi tới đó hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chính thức bắt đầu nhiệm vụ ở New Ancrack vậy. Ok, vậy chúng ta đến cái này rồi. Chào chào em. Ôi lộn, chào chị, chào bà. Ok, chào mừng đến với Horunka. Xin hãy tự nhiên ở đây. Ok, yên là cái gì? Yên, quán trọ. Mình có thể ở quán trọ này phải không? 70 con trong lần chưa. Tại sao mình không có thuê nhà ở đây ha?
Thôi nhà đây ở có gì mình xếp game ở đây luôn. Mà chả biết đi xung quanh cái nào. Yeah, oh, đây là khu vườn mình là lấy vườn cũng không được à. Định ăn trộm. Ok, ở đây là oh, tiệm vật phẩm. Cho một ngày tốt lành, tôi là tổng thương gia về mặt hàng. Tôi có thể giúp gì cho các bạn? Lại là mua crystal này nọ. Nói chung là mình cũng rất là nhiều đồ rồi. Ok, bye bye ông già. Ở đây còn có tiệm vũ khí nè. Mà có lẽ là mình sẽ mua cho mình cái gì đó. Cho một ngày tốt lành, tôi là thương nhân. Ok, muốn mua gì không? Cái này là mua giáp nè, mua vũ khí. Mình nghĩ là đến lúc mình mua khí rồi đó. Iron Mac. Mac là cái gì? Cái búa hả? Đây là cái rìu nè. Đây là cái dagger, giống như là cái kiếm nhỏ. Katana nè. Rapier. Nói chung là mình sẽ xem cái sức mạnh của nó tùy thuộc vào cái độ mạnh yếu của nó. Ok. Bạn thấy á, cái đây là cái kiếm mình mua cho Kirito, cái kiếm mình mua cho Asuna, và lại cái kiếm mua cho Shidika. Thì nói chung là bây giờ đó là kiếm của con Shidika bây giờ mình mua thêm cộng 4. Bây giờ mà có tí tiền mình sẽ mua hơi khó khăn nha. Mình đã chắn là hai cái cuối là không phải cho mình rồi. Ok, mình sẽ mua cho cái kiếm cho mình trước đã, 200. À, đau quá, đau tim quá. Mình sẽ mua cho Asuna luôn ha. Ok, hai con này là tiên hiên và tấn công rồi. Mình sẽ bán. Mình sẽ bán vũ khí với mình. Không được. Không được, ok. Mình sẽ mua giáp nữa, từ từ. Giáp này nè. Nói chung là mua một cái giáp là cộng 3 hết cho tất cả ba người nha. Có nên không bạn? Mua giáp đi, ok, mua luôn. Ngại vết bẩn đúng không? Ok. Mua rồi. Bye bye. Good, tao có chuyện với mày đâu. Ok, chắc phải ra ngoài. Mình định mặc đồ cho mình. Rồi, ok. Có hình ô ba nhân vật nè. Mình sẽ mình sẽ trang bị vật phẩm nè. Trang bị với mình nè, ok. Mình sẽ thay áo cho mình, weapon nè. Ok, vậy là được rồi. Thì mình sẽ chơi cái game này á, là thử một tập cho biết thôi. Mình không có ý định là lập hai đâu, nhưng mà nếu các bạn á ủng hộ mình thì hãy like để mình có động lực làm thêm tập 2. Thì cái game này nhìn khá cũng là hay, khá là hay, có chuyện rõ ràng rành mạch. Nó giống như là một cái như cái đang có phim vậy á. Bye bye mọi người.